Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop Phạm Huấn, mua cũng như là theo dõi các mặt hàng của bên shop đăng tải lên. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về rất là nhiều các mặt hàng mới, thì lại lên gửi tới quý cô bác anh chị các bạn nhé. Mọi nhu cầu mua sắm các bác có thể liên hệ tới một trong hai số hotline, ba số hotline của bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, thì các mặt hàng bên em vẫn cập nhật đầy đủ mới cũ đấy, và liên tục cập nhật các cái mẫu hàng mới đảm bảo chất lượng cũng như là giá thành và mang đến giá trị sử dụng cho các bác. Đó, thì em sẽ đi vào chi tiết. Em xin tự giới thiệu là Phạm Huấn đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng và cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ các mặt hàng của bên em. Em sẽ đi vào chi tiết luôn đấy. Thì cái sản phẩm đầu tiên em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái vòi nối các bác nhá. Đây, cái vòi nối nước này, vòi nối nước. Đây, các cái số hotline của bên em đây. Các bác mua từ hai món hàng và từ 400.000 trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Các số hotline bên em đây. Đấy. Vòi nối nước thì hôm nay bên em về khoảng 20 cái thôi, cũng không về được nhiều các bác nhá. Đấy, bên em bán là 50k một cái này. Đấy, đây cái vòi của nó thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy, em sẽ bóc ra cho các bác xem. Đấy, rất là tiện cho anh em các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy, cái này của nó là bằng inox các bác nhá. Đấy, còn cái phần này thì là bằng xi nhựa này. Đấy, cái này bằng mút này. Đó, thì cái này chúng ta có thể xoay đổi chuyển hướng như này, nó rất là tiện. Đấy, về các bác lắp vào cái vòi của chậu rửa lavabo nhà mình. Đấy, là mình sử dụng là rất là tiện luôn, ngon lành cành đào luôn. Đấy, hoặc là các bác có thể lắp vào cái ống 21 gắn nó vào là xong. Đó, thì em sẽ mô phỏng cho bác xem nhá. Cái này thì nó vừa là xịt hoa sen, vừa là xịt vòi 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 theo kiểu là vòi thông thường các bác nhé. Đó, xịt trụm và xịt hoa sen rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ lắp vào, sau đó thì mình như này mình sẽ di chuyển đi các vị trí để mình rửa chậu rửa riếc, nó rất là tiện. Đây, em sẽ đi vào chi tiết các bác nhá. Đây các bác nhá, đây là cái vòi em đã lắp vào ống này. Đây em rút ra cho các bác xem. Đấy, nó mút rất là chặt luôn các bác nhá. Các bác hút vào ống này là nó hít vào luôn, nó có nước mà, nó sẽ hít vào luôn các bác nhá. Đấy, đây cái vòi đây. Đấy, mình sẽ lắp vào như này. Đây em lắp vào như này. Các bác lắp xong các bác đẩy sát lên là nó có nước, nó hít chặt vào luôn đấy. Các bác, nó hít rất là chặt luôn. Đây. Đấy, sau đó thì các bác xả nước ra này. Đấy, thì các bác có thể sử dụng là vòi trực tiếp như này. Đây, các bác quan sát này. Đấy, một là vòi trực tiếp như này các bác nhá. Thì các bác cũng có thể đưa đi các vị trí này. Đấy, ví dụ như em xịt ra ngoài này. Đấy, có thể đưa đi các vị trí rất là tiện này. Được chưa? Ok chưa ạ? Đưa đi các vị trí này. Hoặc là tạo hoa sen này. Đấy, khi các bác tạo vòi sen thì các bác quấy như này kia. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác rửa rau rửa riếc hoặc rửa tay mà cần cái chế độ vòi sen như này thì các bác lại chỉnh cho em cái vòi sen như này. Đó, rất là tiện các bác nhá. Ngoáy đi ngoáy lại này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đó, đây các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác tay các bác ở đây các bác có thể điều chỉnh được cái này. Chế độ vòi sen này hoặc là chế độ hoa sen này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện dụng luôn, rửa chậu rửa rau ngoáy đi ngoáy lại như này. Hoặc các bác rửa chậu rửa lavabo các thứ đúng không? Cái vòi truyền thống thì các bác không thể làm được điều này tại vì nó chỉ chảy thẳng thôi. Nhưng vòi này thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Lại ra vòi hoa sen nước rất là đẹp luôn. Đấy, hoặc là ra vòi này. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy, thì con này thì bên em đang bán với cái giá là 50k các bác nhá. Con này thì bên em đang bán là 50k các bác nhá. Đó, thì các bác lên mã cho em là vòi nối này. Đó, vòi nối này, đó. Vòi nối các bác nhá. Bên em đang bán là 50k. 50k một cái vòi nối này để các bác dùng, rất là tiện dụng luôn. Em đã có video mô phỏng đấy rồi, các bác cứ thế là xem là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện thôi nhá. 50k một con này, em về chỉ được 20 con thôi, rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn, 50k một cái các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi rửa xịt bồn cầu các bác nhá. Đấy, vòi xịt bồn cầu, con này thì bằng inox 304, con này thì bên em đang bán là 130.000 một bộ này, 130.000 một bộ các bác nhá. 130k bao gồm là cả vòi cả dây luôn. Đây. Đấy, em sẽ có hình có lắp ráp vào cho các bác xem. Đây. Các bác xem em lắp ráp đây nhá. Đấy, đây là cái khay đỡ của nó này. Đấy, các bác nhận được thì có cả ốc ác bên trong luôn. Ốc để mình về mình bắt vít cái khay đỡ này luôn các bác nhá. Đó, bắt vít cái khay đỡ này. Đấy các bác khoan ra này, khoan ra sau đó bắt hai cái vít này vào tường này. Ốp cái con khay đỡ này vào tường. Đó. Còn đây thì cái này của nó có cả gioăng luôn các bác nhá. Đây cái đầu bảo vệ này nó có gioăng luôn, cái gioăng trắng bên trong này các bác này. Đó, sau đó các bác xoáy vào. Con này thì bằng inox 304 cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, inox 304 cực kỳ là dày lẫn chắc chắn luôn. Đây các bác này. Đó. SUS 304 này. Đấy các bác thấy không? SUS 304 rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây,
các bác về các bác bắt vào đấy, lấy lò xo cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, xả nước cho các bác rất là êm luôn. Dây bằng inox hết các bác nhá, dây là hoàn toàn bằng inox 304 hết, dài thì của nó là 1m3 các bác nhá, dài 1m3, tương đối là dài luôn đó. Thì một cái vòi xịt, cái này các bác liên mã cho em là vòi nối các bác nhá. Đó, vòi nối các bác nhá. Đó, đấy, con này thì lên cho em là vòi nối. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi nối 50k này. Đấy, còn con này thì chắc em phải lên mã thôi. Đó, em phải lên mã thôi để cho các bác xem cho nó dễ. Đấy, à con này của nó là 1m2 các bác nhá. Đây, 120cm đây. Đấy, dài 1m2. Đấy, dài 1m2 các bác nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái vòi này là vòi các bác lên mã cho em là cái vòi này là vòi V20 các bác nhá. V20. Đó, V20 bên em đang bán là 130k. Đó, cái vòi xịt lên cho em lên mã cho nó bán cho nó dễ các bác nhá, tránh nhầm lẫn. Đấy, vòi xịt là V20. Đó, V20 130k các bác nhá. Đó, lên cho em là V20 130k. Đây, em ghi vào cái thân này luôn. Vòi xịt này V20 các bác nhá. V20. Đấy, 130k các bác nhá. Đó, 130k một con này. Đấy, các bác lên mã cho em là vòi xịt V20 các bác nhá. Đấy, con này các bác dùng để dùng trong nhà tắm toilet thì xịt rửa thì rất là ok luôn. Đảm bảo chất lượng luôn. Inox 304, dây dẫn chắc chắn, có dây nối dài, tổng thể là 1m2 các bác nhá. Đó, 1m2. Đấy, nguyên dây này là 1m2 rồi. Cả vòi này nữa là vào 1m3. Đấy, 130k một con này. Các bác lên mã cho em là vòi V20 các bác nhá. V20 130k. Đó. Còn cái vòi nối này thì các bác lên cho em là vòi nối luôn. Vòi nối 50k các bác nhá. Vòi này là vòi nối này. Vòi nối 50k. Đó, vòi nối 50k. Đó. Đây, các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại mới về được một cái lô cái dây sạc hàng cao cấp các bác nhá. Đó. Dòng này thì bên em bán cho các bác với cái giá là 90k các bác nhá. Đó, 90k một con này. Đấy, các bác lên mã cho em là dây sạc cao cấp các bác nhá. Đó, dây sạc cao cấp 90k. Đấy, còn cái dòng bình dân này thì em đang bán là 80. Hôm nay bên em sẽ xả kho giảm giá thanh lý cho các bác là còn 70k một con các bác nhá. Đó, 70k một con. Đấy, 70k một con này. Đấy, hai con này nó khác nhau hoàn toàn. Con này thì nó là dòng to, cao cấp hơn các bác nhá. Dày dẫn chắc chắn hơn, cho nên là bên em bán là 90k. Còn con này thì hôm nay em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 70k một con. Còn con này là 90k một con các bác nhá. Đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan đây. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái ổ sạc đây, ổ dây bên em ký hiệu là cái dây sạc này, bên em ký hiệu nó là U1 các bác nhá. Bên em bán là 120k. À, 130k một cái các bác nhá. 130k một cái. Đây. 130k. Cái này bên em ký hiệu nó là U1 các bác nhá. Đó, U1 130k. Đấy, ổ cắm USB kèm dây sạc luôn. Đó, U1 130k. Dây dài của nó tổng thể là 1m3 các bác nhá. Tổng thể là 1m3. Đấy, tổng thể là 1m3. Đó. Thì nếu mà các bác mua cả bộ như này thì là 130 với lại 90.000 là 220. Đấy, với 90.000 là 220 bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. 130 còn cái này là 90k. Đấy, tổng là 220k. Bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. Còn nếu các bác mua mấy con này thì 130 với 70.000 là 200, bên em cũng sẽ bao ship. Đó, thì nó lệch nhau 20.000, tùy theo các bác lựa chọn thôi. Đó, tiền nào thì của đấy chứ không thể là bán đắt hơn hoặc bán rẻ hơn được các bác nhá. Tùy theo nhu cầu và mục đích để các bác sử dụng và lựa chọn. Đây. Hàng rất là chất lượng luôn, 90k một cái. Hàng made in Japan các bác này. Đó, hàng made in Japan. Chữ khắc chìm luôn các bác nhá. Rất là chất luôn. Kéo ra kéo vào cực kỳ là ngon nhá. Đó, thì các bác lên cho em là dây sạc 90k các bác nhá. Đấy, dây sạc 90k hoặc là dây sạc 70k. Đó, dây sạc 70k. Đấy. Thì chương trình nếu mà có tặng thì bên em sẽ tặng cái dây 70k này các bác nhá. Đó, nếu có chương trình thì tặng là bên em tặng cái dây 70k này thôi. Đó, còn cái con dây 90k này thì bên em bán chứ không tặng được các bác nhá. Đó. Đấy, cái tiếp theo em lên cho các bác cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm. Đó. Cái này nó là đuôi đèn các bác để lắp vào các bác nhá, chuyển động ban đêm các bác nhá. Đó, chuyển động. Nhưng mà các bác phải sử dụng vào ban đêm các bác nhá. Đó, ban đêm. Chuyển động ban đêm các bác nhá. Đó, chuyển động ban đêm. Ban đêm sử dụng thì mới có tác dụng các bác nhá. Đấy, lắp đuôi đèn vào đây là xong. Một bên là điều chỉnh ánh sáng này. Cái lỗ này là điều chỉnh ánh sáng này, tham là thời gian này, bên này là ánh sáng này. Bên em bán là 100k một con các bác nhá, 100k một cái.
đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm 100k một cái các bác nhá, 100k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về một lô cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Con này các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Cho tỏi, cho hành vào đây. Đấy, cho gừng vào đây, sau đó mình ép này là nó sẽ ra cái lỗ này, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Ép tỏi này, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 150k. 150k một con ép tỏi này các bác nhá. 150k một con ép tỏi này. Hàng rất là chất luôn các bác nhá. Đó, hàng rất là chất luôn. Con này lâu lắm rồi bên em mới có hàng về. Đấy, bằng inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Con này các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Bảo hành cho các bác luôn. Đấy, các bác cho củ hành, củ tỏi vào đây. Đấy, ấn phát là nó ra hết luôn. Đó, sạch luôn các bác nhá. Đó. Tại vì cái đầu này của nó đã thò ra hết đến cái lỗ này rồi. Cho nên là ép phát là ra sạch luôn. Con này thì bên em đang bán là 150k. Các bác lên cho em là ép tỏi 150k các bác nhá. Đó, ép tỏi 150k, rất là tiện dụng luôn để các bác sử dụng này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nạo thường này, bên em ký hiệu nó là N3. Đấy, N3 bên em bán là 70k các bác nhá. Hoặc là các bác bảo cho tôi cái nạo thường cũng được. Đó, N3 70k. Con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn để nạo vỏ, nạo mướp, nạo bí rất là sắc luôn các bác nhá. Đấy, nạo rất là mỏng, da rất là mỏng, vỏ dùng rất là ngon. Đấy, N3 70k các bác nhá. N3 70k. Còn cái con ép tỏi này thì bên em đang bán với cái giá là 150k con ép tỏi này các bác nhá. 150k con ép tỏi này. Đó, 150k các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một số các sản phẩm hàng đồ nhà bếp các bác nhá. Đó, thì đầu tiên là em lên cho các bác là các cái dòng đũa bên em này. Đó. Đũa này là đũa 10 đôi này các bác nhá. Đũa 10 đôi. Bên em bán là 100k các bác nhá. Đó, đều là hàng made in Japan hết này. Đó, made in Japan hết, hàng có tem chống hàng giả, hàng nhái đàng hoàng. 100k các bác nhá, của thương hiệu Shikisai các bác này. Đó, Shikisai này, 100k một vỉ này các bác nhá. Đó, vỉ này là vỉ 10 đôi. Đó, còn đây là vỉ 5 đôi các bác nhá. Vỉ này là vỉ 5 đôi này. Đó. Đây, có tem của nhà nhập khẩu rồi, tem của đơn vị sản xuất đàng hoàng các bác nhá. Đây. Các bác xem này. Đấy, đầy đủ hết luôn thông số này. Đấy, đũa kháng khuẩn Shikisai làm từ sợi thủy tinh này. Thợi tinh tổng hợp không phải là nhựa thông thường này. Đó, sử dụng được hết các loại lò vi sóng này, đầu đũa chống trơn trượt này, kiểm soát 99% vi khuẩn này, nấm mốc này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất, còn tem này của nhà nhập khẩu các bác nhá, công ty nhập khẩu này. Các bác có thể liên hệ tới số điện thoại của công ty nhập khẩu đây. Hàng chính hãng, hàng nhập khẩu nên các bác yên tâm. Đó, đũa thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, thông số kỹ thuật của đũa thì đây, các bác có thể đọc được thông số kỹ thuật đây. Đấy, hai con này nó đều là dài như nhau hết các bác nhá. Dài tổng của nó là 24,3 cm này, độ chịu đựng nhiệt độ là từ 210 đến âm 10 độ C, hàng made in Japan các bác nhá. Đấy, hai loại này đều như nhau. Bên em bán đều là 100k các bác nhá. Đó, đều là 100k hết. Đấy, cái này cũng 100k một vỉ này. Và cái này cũng 100k luôn. 100k một vỉ 5 đôi và 100k một vỉ 10 đôi. Đó, tiền nào của đấy thôi, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy, con dao này thì bên em ký hiệu nó là con S3, bên em bán là 230k. Con này thì rất là chất, các bác biết cái chất dao của thương hiệu Wattbo rồi. Đấy, cùng cái bộ của cái con này là em để ra ngoài nó bị nước mưa cho nên là nó bị như này các bác nhá. Đấy, còn các bác vệ sinh đi là xong. Đây, Wattbo này, Japan các bác này. Đó, đây. Em sẽ test sản phẩm cho các bác xem nhá. Dọc giấy này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy các bác thấy không? Rất là sắc bén các bác nhá. Chất lượng của dao thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy không? Này. Rất là sắc luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất là sắc luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy như là dọc mành mành luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đó. Rất là sắc luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang bán là 230k một con này các bác nhá. 230k một con. Đó, 230k một con. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt. Con này bên em ký hiệu nó là C1 các bác nhá. Đấy, con này thì bên em đang bán là 380k. Hôm nay bên em cũng xả kho thanh lý cho các bác còn là 300k các bác nhá. 300k thanh lý xả kho lỗ luôn cho các bác luôn. 300k. Đấy, các bác xem chất lượng của dao này. Đó, các bác thấy không? Rất là sắc luôn các bác nhá. Mặc dù là một con dao chặt nhá, bản dày của nó là 4 ly các bác nhá. Nhưng mà độ sắc của nó thì không hề là thua kém một tí nào các bác nhá. Đó, không hề thua kém với con dao mỏng kia một tí nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, dọc giấy như không luôn các bác thấy không? Đó. Thì con này bên em đang bán là 380.000. Hôm nay thanh lý cho các bác 300k, lên mã cho em là con C1 các bác nhá. C1 300k các bác nhá. Đó, thanh lý xả kho lỗ cho các bác luôn, C1 300k. Đó. Tiếp theo là em lên cho các bác cái con dao gọt này. Con này là 90k một con các bác nhá, dao gọt đây. Con này 90k một con. Con này cũng sắc như nước luôn các bác nhá. Đó, rất là sắc luôn, đấy các bác thấy không? Đó. Rất sắc luôn thì các bác có thể thoải mái sử dụng luôn.
rất là sắc bén các bác nhá. Đó. Con này các bác dùng gọt hoa quả cẩn thận cho em không lại đứt tay các bác nhá. Đấy, cẩn thận không lại đứt tay. Con này dài 20 cm các bác nhá. Đó, dài 20 cm. Đấy, dao đều rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì bên em đang bán thanh lý với cái giá là 90k một con các bác nhá. Đấy. Nếu các bác lấy cả bộ 3 con như này. Cả bộ 3 con như này là đi con này là 300. Đó. Con này là 300 này, con này là 230. Đấy, là đi 530, 530 với 90.000 nữa. Đó là đi 620. Đấy, hôm nay bên em sẽ bán thanh lý là 600k bao ship các bác nhá. Đó, 600k ba con này, bao ship cho các bác luôn. Đó. 600k bao ship các bác nhá. Đó. Thì các bác sẽ nhận được cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ 600k ba con, bao ship cho các bác. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao bên em ký hiệu là S4. Con này cũng là dòng dao Nhật thương hiệu Seiki Japan. Đó. Con này thì nó cái phân khúc của nó bình dân hơn một chút các bác nhá. Đó, cũng rất là sắc bén luôn các bác này. Chất dao của nó thì nói chung là khỏi phải bàn rồi. Rất sắc luôn. Cán gỗ rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Con này thì bên em đang bán là 150k. Các bác lên mã cho em là con dao S4 150k các bác nhá. Đó. Con này bên em ký hiệu là S4 150k. S4 150k các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Thương hiệu Seiki Japan. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã con dao cũng thương hiệu Seiki luôn. Đó là con dao chặt này. Con này là 270k. Đấy, 270k con này. Con này nặng của nó là 7 lạng các bác nhá. Nặng là 7 lạng. Cực kỳ là chất luôn. Với cái này của nó dày khoảng 6 ly các bác nhá. Đấy, khoảng 6 gem. Đấy, khoảng 6 ly các bác nhá. Rất là dày luôn. Rất là dày luôn. Đó, dài khoảng trên 30 cm các bác nhá. Hàng made in Japan các bác này. Đó, chữ dập chìm luôn. Con này bên em bán là C3 270k. Nếu các bác lấy cả cặp như này hai con. Đấy, thì bên em sẽ bán cho các bác là đi bớt được 20.000 và bao ship thì con này là 250 với con này 150 nữa. 250 là đi 300 400. 400k bao ship một cặp như này các bác nhá. Đó. Một cặp như này là hai con. Đấy, cặp như này là hai con này. Đấy, hai con như này. Đấy, hai con. Đấy, S4 cộng với C3 này. Đó, con này là con S4 này. S4 cộng với lại C3 bằng 400k. Đó, 400k bao ship các bác nhá. Đó, 400k em bao ship luôn. Đấy. Đây, S4 này, con này con S4 này cộng với con này con C3 này. Đấy, 400k bao ship các bác nhá. Đấy. 270 với lại 150 là đi 400 300 420. Đấy, hôm nay bên em sẽ bán là 400k bao ship các bác nhá. Thanh lý cho các bác luôn, 400k bao ship. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng dao mà bên em đang phân phối này của thương hiệu Sato Japan này. Đây, cái vỏ con này các bác này. Đấy, của thương hiệu Sato Japan. Đấy, Sato Japan, dao thì cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Đó, đây. Con này em đã bóc ra đây quay cái test cho các bác xem này. Con này bên em ký hiệu nó là con S1 các bác nhá. Đấy, con S1. Đấy, con S1 con này bên em đang bán là 250k con S1 này. Đây, S1 250k. Đấy, nếu các bác mua theo cặp thì mình sẽ được ưu đãi rất là nhiều. Dao thì thực sự ra là riêng dòng dao Nhật này thì các bác không phải bàn rồi. Đặc biệt là những cái chất bên em bán thì nó là thuộc dòng VIP rồi các bác nhá. Đó, dòng VIP rồi. Đây, các bác dọc giấy này. Đấy, các bác thấy không? Không những là dọc bằng được mà còn dọc cả lượn được luôn các bác nhá. Đó. Thì đây. Đấy, con này là bên em ký hiệu nó là S1 này. Con này bên em ký hiệu nó là S2 này. Đấy, S1 và S2. Đây các bác nhá. Con này là S2 này. Con này thì nó nhọn này, con này nó bầu này. Nói chung là thôi, em cứ ký hiệu là S1, S2 cho nó dễ. Không các bác nhầm lẫn nhọn với bầu. Đó. Con S2 này thì là 240, con S1 này là 250. Đó, 250. Tổng là đi 490. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác là 450k hai con bao ship, S1 cộng S2 450k hai con bao ship. Em test con S2 cho các bác xem. Nói chung là những con dao mà em đã để test như này là các bác biết rồi. Để test rất là nhiều lần nhưng mà dao cũng rất là sắc các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Chất lượng của dao khỏi phải bàn luôn. Đó, rất là sắc luôn các bác nhá. Đấy, S2 240k. Các bác lấy cả cặp như này chỉ có 450.000 hai con. Tức là rẻ được 40.000 mà lại còn được bao ship các bác nhá. Rẻ được 40.000 là còn được bao ship nữa. Đây, hotline của em đây các bác nhá. Bên em còn mấy viên đá mài nữa, thanh lý nốt cho bác nhá. Đang bán là 250, thanh lý là 220. Đá mài của Nhật này. Đấy. Của nó là độ mịn của nó là 600/1500. Hàng made in Japan các bác này, made in Japan đây. Của thương hiệu Katashiwa các bác nhá. Katashiwa một thương hiệu đá mài rất nổi tiếng của Nhật luôn. Đấy, con này nặng của nó là 7 lạng các bác nhá. Đấy, thanh lý nốt cho các bác luôn, 220k, đang bán 250. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác con dao chặt, bên em ký hiệu con này là C8 này. Đấy, C8 bên em đang bán là
250.000, giảm giá cho các bác còn 230k. C8, các bác lên cho em là C8 cán vàng 250k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này là bên em ký hiệu là con C7 này. Nặng 7 lạng, bên em đang bán là 330. Thanh lý cho các bác còn 300 các bác nhá. Thanh lý cho các bác còn 300. Đó, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý đồng loạt luôn. Con này còn 300, nặng 7 lạng các bác nhá. Đấy, chất dao thì khỏi phải bàn luôn. Em để nhà em nó bị nước mưa nó hắt vào đây thôi, cho nên nó hơi ố vàng một chút nhưng không sao. Về các bác vệ sinh đi là lại đẹp luôn. Đó. Đấy, C7 330k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái sản phẩm về kéo này. Kéo thì bên em đang có 3 mẫu tất cả. Đấy. 3 mẫu tất cả. Đây. Đưa cho anh cái kéo mỏng nhá. Đồng hồ dây đâu? Kéo mỏng. Đồng hồ dây ở xuống kia, đưa kéo mỏng cho anh. Đó. Thì bên em đang có 3 mẫu tất cả nhá. Đó. Thì đầu tiên là em lên cho các bác cái con kéo bạc loại 70k các bác nhá. Con này là 70k, chắc là em cũng chỉ còn mấy con thôi. 70k một con. Đó. Con này thì nó rất là sắc nhưng mà nó mỏng. Đây, còn cái con 130 này là dày này. Đó. Thì kéo bạc em đang có hai loại. Một loại là 70k, một loại là 130k. Đây các bác nhá. Đó, thì tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng các bác thôi. Các bác lấy con nào thì lấy. Đấy, rất là nhiều như vậy thì tùy theo. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Độ sắc thì như nhau nhưng mà độ dày, độ chắc chắn thì các bác cảm quan là các bác đã nhìn thấy rồi. Đó, đây. Asaka Japan và Made in Japan này, 70k và 130k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kéo vàng này. Đấy, kéo vàng bên em. Con này thì bên em đang bán là 110k. Đấy, 110k một con kéo vàng bếp này các bác nhá. Kéo vàng bếp này là 110k này. Đó, 110k. Đó. Tiếp theo thì em còn mấy con dao Nhật bãi nữa. Thanh lý nốt cho các bác. Em đang bán là 260 xuống 240. Hôm nay em sẽ xả kho xuống 200k một con. 200k một con. Hàng này thì độ sắc thì khỏi phải bàn rồi. Hàng dao bãi nhưng mà chất lượng của dao thì rất là sắc bén luôn. Đấy, 200k một con. Thanh lý nốt cho các bác 200k một con các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì kéo gà bếp thì bên em đang có hai loại đây. Một loại là của Đức này. Của Đức con này thì thân nhỏ hơn. Giá bán thì đang xả kho cho các bác là còn 150k một con. Đấy, 150k các bác nhá. Giá chỉ có 150k một con này thôi. Giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy, còn con này thì bên em đang bán là 250k. Con này là hàng to. Hàng to dài, hàng to. Hàng này của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. Đó. Con này thì bên em đang bán là... Bên em đang bán là đi... Là đi 250. Xả kho thanh lý cho các bác còn 230 các bác nhá. 230 một con. Đó. Đây, độ dày khác nhau các bác nhá. Đấy, em có so sánh trực quan hết luôn. Cho nên các bác xem các bác cầm vào là các bác biết nhá. Đấy, con này thì có cả đánh vảy cá này và các bác có thể là kẹp cua ghẹ ở đây được các bác nhá. Kẹp cua ghẹ ở đây được. Đấy, rất là ngon lành luôn. Con này cũng có kẹp cua ghẹ ở đây được các bác nhá. Kẹp ở cái phần này rất là ok hết các bác nhá. Đó. Thì con này là 150k, hàng của Đức các bác nhá. Đấy, Made in Germany này. Đấy, con này hàng của Nhật này. Đấy. Thì con này là 230k các bác nhá. Đó, 230k. Tiếp theo thì em cũng còn mấy cái con dao Nhật hàng khâu đầu các bác nhá. Hàng khâu đầu. Đấy, em giả kho thanh lý cho các bác 300 xuống còn 260. Con này dao khâu đầu khác với con kia nhá. Đấy, con 200 này thì nó không có khâu đầu đâu. Đấy, 200 này không có khâu đầu các bác nhá. Còn con B1 này là có khâu đầu các bác nhá, 260 á. Còn mỗi loại mấy con nữa. Tiếp theo thì em lên cho các bác con giặt C6 này. Con này là 1 cân các bác nhá. Em đang bán là 380.000. Hôm nay em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là còn 350k một con này. 350k một con này. Xả kho thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó. Đấy, sản phẩm này có rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Đấy, thì em đi nốt cái khóa dây này các bác nhá. Khóa số chữ U này bên em mới về. Đấy, thì em đi nốt các bác nhá. Đấy, bên em để mật khẩu mặc định là không, các bác ấn vào như này. Ấn vào này là vào này, ấn này là mở ra này. Đó, ấn vào này là mở ra. Sau đó các bác hai cái vạch trắng này là mặc định là không này. Các bác xoáy cái này đi cho em. Xoáy cái này đi. Xoay cái này về đằng trước này, xoay theo chiều tay phải này. Sau đó thì các bác đặt mật khẩu với độ 009 này, xong các bác cho lại này. Đấy, ấn vào này. Đấy, ấn vào là xong các bác nhá. Đó, ấn vào là xong. Đấy, còn bây giờ em lại phải xoáy đi để em mặc định về không như bình thường các bác nhá. Đó. Bên em để mặc định là không, còn các bác về các bác dùng mất mật khẩu là các bác phải tự chịu trách nhiệm thôi. Đấy, con này bên em bán là 120k, 120k các bác nhá. Đấy, lên cho em là khóa số chữ U 120k. Đó, sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi cũng như là ủng hộ và mua các mặt hàng của bên em. Xin chào lại quý bác anh chị vào video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Đó. Thì hôm nay bên em mới lên cái lô máy phát này các bác nhá. Đó. Thì em còn 5-6 con nữa, thanh lý nốt cho các bác. Đây máy phát đây các bác nhá. Đó, thì các bác có nhu cầu về máy phát điện thì có thể liên hệ. Đây.
đấy các bác nhá. Đó, đây máy phát của bên em đây. Thì em đang còn là 3 con Cinewa và 1 con Denso. Giá bên em đang bán là 7 triệu một con, bao ship các bác nhá. Đấy. Còn lại là một con Yamaha này thì thanh lý là 4 triệu này. Đó, thanh lý 4 triệu. Còn con này là con Zenma, hàng đề các bác nhá. Hàng đề nổ, vừa đề vừa giật. Con này thì em thanh lý là 10 triệu, thanh lý nốt cho các bác luôn. Đấy, các bác có nhu cầu về con nào thì có thể liên hệ. Đấy là lô máy phát của bên em. Em quay sơ qua vậy thôi. Còn các bác nào cần thì kết bạn Zalo, em sẽ quay chi tiết hơn các bác nhá. Rồi, xin chào các bác.